Nếu như những dòng vật liệu ngoài trời trước đây bạn gặp phải tình trạng nứt vỡ, co ngót và đặc biệt là bay màu thì đây chính là video dành cho bạn. Trong chuyên mục review sản phẩm mới, review những xu hướng vật liệu mới thì Hạ Haroma hôm nay muốn giới thiệu tới các anh chị em của mình dòng vật liệu gỗ nhựa ngoài trời với một cái ưu điểm khác biệt hoàn toàn so với những dòng vật liệu trước đây mà các anh chị em của mình đã tiếp cận đến. Và đặc biệt nó khắc phục được toàn bộ những nhược điểm mà các anh chị em đã gặp phải trong những dòng vật liệu cũ. Xin chào tất cả anh chị em nhà mình. Mình là Lê Hạ, người đồng sáng lập ra Haroma. Trong video này thì Hạ sẽ review cho các anh chị em nhà mình vật liệu ngoài trời có khả năng chống muối mọt, chống ẩm mốc, chống cong vênh, đặc biệt rằng nó chống nứt vỡ, chống co ngót và chống bay màu hiệu quả nhất đến tại thời điểm hiện tại. Không những thế, Hạ sẽ còn lên cho các anh chị em nhà mình xu hướng màu sắc mới nhất, kích thước và ứng dụng của nó như thế nào. Các anh chị em nhà mình thấy video hữu ích hãy cùng tương tác với Hạ bằng cách ấn đăng ký kênh. Anh chị em nào đăng ký kênh rồi thì nhớ ủng hộ Hạ một like để Hạ chia sẻ thật nhiều thông tin hữu ích hơn nữa tới cộng đồng anh chị em nhà mình nha. Và vật liệu Hạ muốn review cho các anh chị em nhà mình trong ngày hôm nay đó chính là tấm Haroma gỗ nhựa ngoài trời bề mặt phủ ASA. Đây là những cái tấm bề mặt phủ ASA các anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy về độ căng, độ bóng và độ thẩm mỹ của nó. Với cái dòng này thì thành phần cấu tạo của nó sẽ bao gồm là 60% hạt nhựa kết hợp với cả bột gỗ và bề mặt được phủ lên cái bề mặt ASA. Với cái thành phần nhựa cao đến như thế, là một trong những dòng vật liệu mà có tỷ lệ nhựa cao nhất hiện nay, nó giúp cho tấm của chúng ta không bị co ngót anh chị em nhé. Với những dòng vật liệu truyền thống trước đây thì tỷ lệ bột gỗ nó rơi vào tầm khoảng 60%, nên là bao giờ cũng vậy, tùy theo điều kiện thời tiết là khác nhau nên nó có tỷ lệ co ngót nhẹ nhất định. Nhưng với dòng vật liệu này thì anh chị em không còn bao giờ phải lo đến tình trạng co ngót nữa. Hơn nữa, cái bề mặt phủ ASA là như thế nào, các anh chị có thể cùng quan sát với Hạ một chút nào. Với cái bề mặt phủ ASA, ASA nó chính là một loại nhựa, và loại nhựa này nó giúp cho chúng ta là có khả năng chống chọi được thời tiết khắc nghiệt. Hơn thế nữa, theo thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra, những cái tấm vật liệu của chúng ta được phủ lên cái lớp ASA này, khả năng giữ màu của nó cực tốt mọi người nhé. Và mức độ bay màu đang được đánh giá là thấp nhất trên thị trường hiện nay, chỉ rơi vào không quá 5%. Với những cái dòng vật liệu trước đây thông thường tỷ lệ thấp nhất đang là vào từ 10 đến 30%, còn với cái bề mặt phủ ASA Haroma như thế này thì tỷ lệ bay màu nó tối đa 5%, tùy theo điều kiện thời tiết là khác nhau. Và với cái tỷ lệ này thì gần như mắt thường của chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được, anh chị em công nhận không nào? Quá là thấp luôn, và gần như là chúng ta sẽ không thể nào mà phân biệt được cái sự bay màu của nó. Và đó là một trong những cái giải pháp đột phá nhất, tuyệt vời nhất chào đón năm mới này, một năm mà những dòng vật liệu xu hướng nhất, dòng vật liệu hiện đại nhất, cũng như là khắc phục được toàn bộ những nhược điểm của vật liệu cũ. Và nó gồm những màu gì? Hôm nay thì Hạ sẽ lên với các anh chị em nhà mình. Haroma ASA ngoài trời sẽ bao gồm 6 màu chính với dòng tấm ốp. Màu trắng, cái này được tạm gọi là màu vàng, anh chị em nhà mình có thể gọi nó là màu gold tech, nhưng mà mình cứ gọi sang tiếng Việt cho các anh chị em dễ đọc. Đấy, màu rêu rêu. Màu này thì đang rất là trend nhé các anh chị em nhé. Màu này thì rất là hiếm, có bên sẽ có được cái màu này. Nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Màu này rất khó làm và không phải đơn vị nào cũng có thể làm nên được cái màu nó đẹp như thế này. Đó, màu này là màu nâu cà phê này. Các anh chị em nhìn thấy nó sẽ giống là màu hạt dẻ này. Còn thêm một màu nữa, màu vàng nữa. Hay anh chị em hay còn gọi màu này là màu tách nhá. Gọi như thế nào cũng được, gọi tiếng Việt cũng được và gọi tiếng Anh cũng được. Thấy các bác thợ thì mình hay gọi sang tiếng Việt để anh chị em dễ đọc hơn. Thêm một màu nữa này, màu này nó sẽ là màu nâu cà phê đậm. Ban này nó sẽ là màu nâu cà phê nhạt này. Nó sẽ giống màu hạt dẻ hơn. Còn màu này nó giống màu óc chó hơn này. Ngoài cái dòng tấm ốp này ra thì anh chị em thì mình có thêm hệ lam sóng như thế này nữa. Với hệ lam sóng này thì nó có hai dáng sóng khác nhau. Với dáng sóng đầu tiên thì chiều cao của sóng đang là 28 và nó có 4 sóng như thế này. Bản rộng là 18,6 cm. Với 8 sóng nhỏ này thì chúng ta sẽ có chiều cao của sóng là 14 mm và bản rộng là 16,9 cm. Chiều dài của tất cả những dòng nam này thì sẽ có là 2,9 m các anh chị em nhà mình nhé. Đây là những cái thanh nẹp V đi kèm theo với cả màu tấm. Kích thước của cái dòng tấm ốp này thì sẽ có là 11,3 cm, chiều cao sẽ là 16 mm như thế này, và chiều dài đều là 2,9 m. Tất cả những dòng vật liệu mới này thì nó được thiết kế dạng hèm khóa âm và hèm khóa dương. Hạ sẽ ra thêm cái video hướng dẫn thi công cho các anh chị em ở mình ở những video sau nhé. Với những dòng vật liệu này thì anh chị em nhà mình được ứng dụng ở những vị trí nào? Nó sẽ được ứng dụng ở những vị trí như là ốp tường,
ốp ban công, mái hiên hay là ốp trần cho vị trí ngoài trời. Tất cả những dòng vật liệu ngoài trời thì Hạ lưu ý với các anh chị em thì mình có thể sử dụng trong nội thất được nha. Tuy nhiên thì những dòng vật liệu ngoài trời bao giờ cũng vậy, do là nó phải chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt cao hơn nên giá thành của nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với dòng vật liệu nội thất là thứ nhất. Thứ hai nữa là với những dòng vật liệu nội thất thông thường thì nó có rất là nhiều màu sắc cho các anh chị em nhà mình lựa chọn. Vì vậy nếu như với cái tấm Haroma Asa là anh chị em rất là thích đi chăng nữa thì cũng có thể dùng nội thất được và dùng được ngoại thất luôn nha. Tuổi thọ theo như thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra là trên 20 năm. Với những ngôi nhà như nhà tiền chế hay là những nhà lắp ghép và những cái ngôi nhà homestay hiện nay đang lựa chọn dòng vật liệu này để rút ngắn thời gian thi công cũng như là mang tính thẩm mỹ cao nhất, bền vững nhất cho những chủ đầu tư. Hơn nữa là chúng ta lại còn rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Mình có thể xịt rửa trực tiếp vào những cái tấm Haroma Asa này để rửa cho vệ sinh, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho công trình. Và vừa rồi thì Hạ cũng lên cho các anh chị em nhà mình toàn bộ thông tin về dòng vật liệu mới, cái ưu điểm của dòng vật liệu này so với một số những dòng vật liệu truyền thống trước đây. Và mình tin chắc rằng những thông tin vừa rồi đã giúp ích rất là nhiều cho những anh chị em làm cửa hàng, những bên thi công hay là những bên phân phối cập nhật xu hướng vật liệu mới nhất trong trang trí nội ngoại thất trong những ngôi nhà của chúng ta. Và trong những video tiếp theo, Hạ sẽ còn liên tục chia sẻ tới anh chị em nhà mình những thông tin về dòng vật liệu mới, những xu hướng kinh doanh trong ngành xây dựng nội thất này. Vì vậy để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị em nhà mình hãy ấn một nút đăng ký kênh, ấn nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Chưa hết đâu, Hạ sẽ còn gửi tặng các anh chị em nhà mình toàn bộ tất cả những cái thông tin về sản phẩm mới này. Trong phần mô tả, Hạ có để một cái đường link tải toàn bộ file báo giá và catalog của những vật liệu mới này. Và các anh chị em nhà mình điền email vào đó để hàng tuần nhận được những thông tin cập nhật vật liệu mới với Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình trong những video tiếp theo. Xin chào.